Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 69 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2023, mời quý vị và các bạn cùng thăm lại di tích lịch sử Hang Co Phương, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, nơi 11 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tiếp lương tải đạn cho chiến dịch Điện Biên Phủ và Thượng Lào. Ngược dòng thời gian lịch sử, vào đầu năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc đang ở giai đoạn quyết liệt, tuyến đường 15A chạy qua huyện Quan Hóa và xã Phú Lệ là con đường huyết mạch để vận chuyển lương thực, vũ khí cho chiến dịch Điện Biên Phủ và vùng Thượng Lào. Nhiều tuyến đường nhánh được mở ở vùng Thượng Du của Thanh Hóa nối sang Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu. Chính vì vậy, con đường qua xã Phú Lệ trở thành trọng điểm đánh phá của máy bay giặc Pháp. Quân Pháp đóng ở đồn Co Lương, tỉnh Hòa Bình cũng thường xuyên mở các cuộc càn quét sang vùng tự do phía Thanh Hóa nhằm cắt đứt tuyến đường vận chuyển quân lương cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Quan Hóa phải sơ tán lên rừng, vào núi. Chỉ còn lực lượng dân quân du kích ở lại vừa sản xuất vừa chiến đấu. Lúc bấy giờ, xã Phú Lệ là trạm trung chuyển lương thực, đạn dược cho chiến dịch Điện Biên Phủ và Thượng Lào. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, huyện Thiệu Hóa đã chi viện tối đa sức người, sức của cho cuộc kháng chiến. Đặc biệt, sau khi nhận nhiệm vụ tăng cường thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến để phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 3 năm 1953, huyện Thiệu Hóa đã nhanh chóng tổ chức 3 trung đội, mỗi trung đội có 45 người lên miền Tây Thanh Hóa và Hòa Bình để làm tuyến đường huyết mạch 15A. Từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 3, đoàn dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong huyện Thiệu Hóa đã khắc phục mọi gian khó hiểm nguy nơi núi cao, rừng sâu, dưới làn mưa bom bão đạn của kẻ thù để làm tuyến Vạn Mai Hòa Bình. Ngày 31 tháng 3, một tiểu đội thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa được điều về huyện Quan Hóa để làm cầu Phú Lệ. Để rồi không lâu sau đó, có một trận bom tàn khốc của thực dân Pháp đã cướp đi sinh mệnh của 12 thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Trong đó, có 11 người đã bị chôn vùi vĩnh viễn tại Hang Co Phường. Những người con ưu tú của quê hương xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đã nằm lại trong Hang Co Phường của mảnh đất Phú Lệ. Xương thịt của các anh, các chị đã hòa vào lòng đất, hóa thành hồn thiêng sông núi. Để khắc ghi công lao to lớn của 11 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, năm 1998, Đảng bộ và nhân dân huyện Quan Hóa đã dựng tấm bia tưởng niệm trước cửa Hang Co Phường để ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ và cũng để thân nhân liệt sĩ và nhân dân quanh vùng lui tới thắp hương tưởng niệm. Với những giá trị lịch sử văn hóa và khoa học đặc biệt, năm 2012, di tích lịch sử cách mạng Hang Co Phường đã được xếp hạng là di tích cấp tỉnh, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào ngày 28 tháng 3 năm 2019. Điều này đã thể hiện sự tri ân và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ từ phía Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là để nhắc nhở mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay, ghi nhớ công lao của những người con ưu tú đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, nhiều bản làng vùng cao đã và đang có những đổi thay đáng kể, ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại khu phố nghèo, trước đây là bản nghèo, thuộc thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa. Bản nghèo, có lẽ cái tên của bản đã gợi lên cảm giác tối tăm, heo hút. Đã từ rất lâu rồi, những người già trong bản qua bao đời vẫn thường kể lại với con cháu nơi này rằng bản nghèo đã có cách đây khoảng hơn 40 năm tuổi. Với bà Hà Thị Giám, niềm vui lớn lao là được sống trong tình dân nghĩa đảng, được chứng kiến sự đổi thay từng ngày của đất nước quê hương. Đời sống dân khu phố nghèo của chúng tôi thì so với trước thì hiện nay thì nhờ ơn Đảng, Chính phủ quan tâm thì cho nhiều cái dự án, ví dụ như là điện đường, trường trạm các thứ thì nói chung là đời sống ổn định hơn, nhà nào cũng có tivi, có xe máy này, có cả ô tô.
Trước đây, bản nghèo thuộc xã Hồi Xuân, tháng 12 năm 2020, bản sáp nhập vào thị trấn Quan Hóa và được đổi tên thành khu nghèo thị trấn Hồi Xuân. Cách trung tâm thị trấn 7 km, khu nghèo nằm trong vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Cả bản có 114 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Đời sống của người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp, nhưng do diện tích đất canh tác ít và phần lớn diện tích chỉ canh tác được một vụ do thiếu nước, năng suất thấp, nên người dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trước thực trạng trên, ban quản lý khu nghèo thường xuyên vận động người dân trên địa bàn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Những năm gần đây, nhờ thay đổi cách nghĩ cách làm, lại được đảng, nhà nước, địa phương quan tâm, nên đời sống của bà con dân bản không ngừng được tăng lên. Hơn 15 hecta ruộng lúa nước trong bản đã cấy cả được 2 vụ. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, năng suất lúa từng bước được nâng lên và đạt bình quân 5,5 tấn một hecta một vụ, giúp bà con chủ động được nguồn lương thực, không còn lo cái đói bủa vây ngày giáp hạt. Theo lời kể của các cụ cao niên, những năm về trước, cuộc sống tự cung tự cấp không giao thương buôn bán khiến cho bản nghèo dường như cô lập với bên ngoài. Để về trung tâm xã đỡ vất vả và nguy hiểm, người dân bản nghèo đã cùng nhau ngày đêm tự pha đá, cõng đất làm con đường từ bản ra trung tâm thị trấn Hồi Xuân. Con đường này hàng năm vẫn được đồng bào nơi đây tôn tạo tu bổ. Cách đây 5 năm, con đường đã được nhà nước đầu tư xây dựng, mở rộng. Nhờ vậy, con em trong bản đi học ở trung tâm xã cũng thuận lợi hơn. Việc giao thương buôn bán của bản cũng bắt đầu phát triển, đời sống đồng bào cũng dần đổi thay. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thông qua nguồn vốn của các chương trình dự án của chính phủ cùng với sự đóng góp của người dân, khu phố nghèo đã xây dựng được 540 mét kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và bê tông hóa được 5 tuyến đường giao thông trong khu với chiều dài 1,6 km, thuận tiện cho người dân trong việc trao đổi mua bán hàng hóa. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn hiện chỉ còn gần 10% theo tiêu chí mới. Đây là những minh chứng cho việc khu phố nghèo đã xây dựng thành công nông thôn mới. Bản nghèo được thiên nhiên ban tặng cho hàng chục hecta ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Dãy núi Pù Luông chạy dọc bản nghèo cùng với thảm thực vật phong phú, khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Hiện nay, huyện đang khuyến khích bà con trong bản học tập nâng cao trình độ và các kỹ năng cần thiết để phát triển du lịch cộng đồng, phát triển dịch vụ thương mại. Từ đó thu hút du khách trong và ngoài nước về với Quan Hóa, về với bản nghèo. Trong tương lai không xa, với những tiềm năng được thiên nhiên ban tặng, với những thửa ruộng bậc thang đẹp hút mắt, những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, đây sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với du khách mường phương. Cùng với đó là những câu chuyện về Mường cổ của người Thái, với phong cảnh sơn thủy hữu tình, một bên núi, một bên suối. Ngôi làng nằm giữa những dãy núi đá Pù Luông hàng nghìn năm tuổi, càng thu hút sự tò mò khám phá của các du khách trong và ngoài nước. Bản nghèo thì là một cái khu phố là trọng tâm, là có cái địa hình về tự nhiên cũng như là bà con nhân dân là chiếm 98% là bà con dân tộc thiểu số, là người dân tộc Thái. Thì như vậy là đối với cái di sản, trong đó cái nhà sàn cộng đồng là bà con là đang còn giữ về khởi động, cũng như là cái xây dựng cái du lịch văn hóa cộng đồng đối với bản nghèo, để trong thời gian tới thì để bà con nâng cao cái phát triển kinh tế cũng như cái xóa đói giảm nghèo trong thời gian tới. Trở lại những bản làng vùng cao nói chung, khu phố nghèo nói riêng, chứng kiến sự đổi thay ở những nơi này mới thấy sức mạnh của ý đảng lòng dân, sự đồng thuận, quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền và đồng bào các dân tộc trong công cuộc đổi mới quê hương đất nước. Chặng đường phía trước vẫn còn dài, còn không ít gian nan. Hy vọng với sự hợp sức, nỗ lực không ngừng của mỗi người dân, bức tranh khu phố nghèo sẽ được tô thêm nhiều gam màu tươi sáng trong tương lai gần. Chương trình tổng hợp dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tuần này đến đây là hết. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.